Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, Nguyễn Đình Lộc cùng 71 người nữa, cùng hội cùng thuyền, cùng có thời nhờ ơn đảng và chính phủ lại đi kêu gọi xóa bỏ sự lãnh đạo, sự độc tôn của đảng Cộng sản mà chính ông là thành viên, là cán bộ cấp cao. Chiều 24 tháng 1 năm 2021 tại Hà Nội, kẻ cầm đầu nhóm kiến nghị 72 này đã qua đời ở tuổi 72 chống diễm biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết thôi ông đi cho mát mẹ của nick facebook phạm tiến khoa hôm kia hôm kìa, đọc tin thấy có ông cựu bộ trưởng nọ đã quy tiên tôi dùng chữ quy tiên vì tôi thấy người ta nói về người vừa lìa khỏi cõi trần như vậy chứ chắc gì ông đã được lên cõi tiên ông hơn tôi có hai niên ấy thế mà từ sớm ông đã là mẫu nghi thiên hạ đáng lẽ tôi phải nói là phụ nghi thiên hạ vì ông từng là cha thiên hạ song quan trọng ở chữ nghi nghi nghĩa là khuôn mẫu vậy tức là đã có thời ông từng là khuôn mẫu để thiên hạ sống theo nghe theo bắt chước theo cái thời ông đã là mẫu nghi thiên hạ thì tôi mới chỉ là một anh thợ leo cột đèn như lũ khỉ leo cây nên chẳng thể làm khuôn mẫu cho ai bắt chước được từ nấc thang này ông bước tiếp lên nấc thang khác cao hơn qua mỗi lần ông bước lên một nấc thang mới tôi đoán thế nào ông cũng lẩm bẩm trong miệng câu nhờ ơn đảng và chính phủ cái câu đó ông nói cho đến năm ông đủ lục thập niên thì nhận được cái quyết định hồi hưu từ đó ông không nói câu nhờ ơn đảng và chính phủ nữa mặc dù vào thời điểm đó ông đã đứng trên vị trí cao ngất ngưỡng bộ trưởng của một trong ba nhánh lập pháp tư pháp và hành pháp ông là người nhiều chữ hiểu chuyện đời nhưng ông lại không tự dạy được cho mình để trở thành một con người có liêm có sĩ trong khi đó lại chú tâm dạy cho thuộc cấp là phải biết ơn đảng và chính phủ chẳng khác nào giao sắc không gọt được chui những người nhiều chữ hình như đôi khi đầu óc bị bấn loạn quên mất mình từng là rường cột nước nhà từng là một người cộng sản từng là người được hưởng thụ nhiều hơn thiên hạ nhà ba tầng xe bốn bánh cái thời bản thân tôi chỉ có cái phiếu thực phẩm hạng e thì ông đã có phiếu hạng a từ e mà tôi muốn lên a là phải leo tới bốn bậc thang lận mà có phải muốn leo là leo lên được đâu chẳng thế mà sau mấy chục năm tôi cũng chỉ nhận được cái phiếu thực phẩm có chữ d thôi ông ạ à. nói vậy không phải là để ghen tị với ông mà là để ông biết rằng ông được nhờ ơn đảng và chính phủ và ông phải trả ơn nhân dân nhiều lắm. Ấy vậy mà ông trở thành kẻ trở cờ. Ông cùng 71 người nữa, cùng hội, cùng thuyền, cùng có thời nhờ ơn đảng và chính phủ lại đi kêu gọi xóa bỏ sự lãnh đạo, sự độc tôn của đảng Cộng sản của chính ông ngày xưa. Vậy ông có còn là người hay là giống súc vật? tôi là kẻ thất học không nói được những câu hoa mỹ xong tôi mà chửi thì nhiều kẻ nhức óc dẫu sao nghĩa tử là nghĩa tật chúc ông đi cho mát mẻ chắc tang lễ của ông không có được mấy vòng hoa có dòng chữ vô cùng thương tiếc đâu nhỉ